Hyundai Kona sau một thời gian sử dụng thì nên dán phim như thế nào cho hiệu quả và kinh tế? Thì ngày hôm nay bên cạnh Cường đây đó là một chiếc Hyundai Kona. Đấy. Sau đó một thời gian đi ấy, thì trước đó đã được dán phim rồi. Nhưng mà đi một thời gian 2-3 năm thì cái chất lượng phim của hãng tặng đã xuống cấp. Thì hôm nay đó là bác chủ xe có qua nhờ Cường tư vấn. Thì Cường có tư vấn cho bác chủ xe cái gói ấy rất là cơ bản. Ví dụ như kính sườn đây này, à, quên cái kính mặt thì bác có nên bóc ra và dán lại kính của 3M, cái mã CR70 đấy đang có giá là 5,8 triệu và được khuyến mại 20% thì nó chỉ còn là 4,640,000 thôi. Đấy. Hai kính sườn đằng sau đây này, à hai kính sườn trước thì bác ấy cũng lựa chọn cái mã CR40 đấy thì đang có giá là 2,650,000 và đang sale 20%. Đấy. Còn đằng sau ấy để tiết kiệm kinh tế thì bác chủ xe là vẫn giữ nguyên phim cũ. Đấy. Còn nếu mà anh em có điều kiện thì thực ra anh em có thể nộp hết đi và dán hết lại của 3M, hoặc là hai kính đằng sau này mình có thể là kết hợp với NTEC để cho chi phí này nó giảm hơn. Đấy. Đây là đang trong quá trình anh em thi công nhé. Đấy, thi công thì đây này, đây là phim 3M nhé, như các bạn thấy này. Đấy, nó gồm cuộn phim này. Đấy. Sẽ được cắt theo cái form của cái kính lái này nhé. Đấy, và đây, đây là kính sườn đây. Đấy, đây là anh kỹ thuật viên đang trong quá trình nè. Anh cho em hỏi chút là về dán kính sườn này thì mình có lưu ý gì không ạ? Dán nó phải nét. Rồi. Đấy, dán nó phải nét nhé. Và thứ hai là những cái này này nó sẽ phải cắt theo đúng cái khuôn của xe nhé. Đấy. Đây. Đây là đang trong quá trình làm kính mặt đây. Đấy. Cái bước này là gì đấy anh nhỉ? Bọn em vệ sinh qua kính để làm form, sấy form, cắt form theo phim theo kính và sau đó em mang vào trong dán cho khách. Đấy. Như các bạn thấy nhé, đấy là các bước, các quy trình làm phim và quan trọng chúng ta phải cho vào một cái phòng nó đủ điều kiện ánh sáng và riêng tư nó như thế này. Đấy. Đấy. Cái thời gian làm riêng kính mặt với kính sườn này nó lâu không anh nhỉ? Nếu như xe mới thì khoảng 1 tiếng rồi là xong, còn như xe cũ này thì thời gian vệ sinh keo nó lâu hơn. Tùy theo keo của xe là xe mới xe cũ thì bọn em vệ sinh thời gian nó sẽ thêm. Vâng. Về bạn đấy thì nó tùy vào xe nhé. Ví dụ như xe này xe cũ này thì trước bây giờ chúng ta phải bóc cái keo cũ ra, vệ sinh keo và chúng ta dán lại. Đấy. Thì thời gian nó khoảng có tầm 2 đến 3 tiếng thì trong một bộ xe. Đấy. Đằng sau đây này là một chiếc Honda City. Đấy. Chiếc Honda City này nhá, có cái đặc điểm này, mới lấy xong này. Như các bạn thấy nhá, zin luôn. Đây. Honda City này ấy thì có làm một số món đồ rất là hay. Đấy, như các bạn thấy này. Xe này là mới lấy thì đang được tháo ra để bọc lại cái bộ ghế đây, sang bên này. Đấy. Như các bạn thấy này. Đây nhá. Đây là ghế nguyên vẹn của xe này. Thì thằng này ấy, cái vị trí quan trọng nhất đó lại chính là nỉ. Đấy. Nỉ thì mùa hè ngồi nó rất là nóng. Đấy, nên hôm nay đã qua để trang bị thêm một cái bộ ghế da. Đấy, ghế da đây này. Đây là cái ghế da theo form này. Đấy, các bạn thấy không? Chất lượng đây là nó may theo khuôn rồi nhé. Đấy. Thì ghế da thì có nhiều loại, ví dụ anh có thể chọn là da Lapa này, da công nghiệp này, giả da này. Hoặc là chúng ta có thể phối, ví dụ như anh Honda City đây thì khách hàng phối giữa đó là 60% đó là da Lapa và 40% đó là da công nghiệp. Đấy, 60% da Lapa ấy, thì anh ấy lựa chọn cái vị trí này này, như các bạn thấy này, ghế ngồi này và lưng này. Đấy. Và 40% giả da thì ở vị trí đằng sau, đây là những chi tiết không quan trọng. Đấy. Và có một cái chi tiết nữa đó là chúng ta sẽ lựa chọn cái màu chỉ này. Đấy. Ví dụ như màu đen ấy, thì thường là cái đi với cái chỉ đỏ thì nó sẽ làm nổi bật. Như đây là da nguyên vẹn của xe này. Đấy. Và đây là anh em kỹ thuật viên đang trong quá trình lắp đặt nhé. Đấy. Làm da thì nó rất là kỳ công. Đấy. Ngoài ra nhé, chiếc Honda City này này, ngoài bộ ghế da thì còn có thể làm rất là nhiều đồ nhé. Như ví dụ đây, cái bộ cảm biến áp suất lốp thì chúng ta có thể lắp vào nút chờ này luôn. Các bạn thấy, nút chờ luôn. Đấy. Trong trường hợp chúng ta thay màn Android thì chúng ta cũng có thể là tích hợp vào màn Android được. Đấy, hoặc là chúng ta sử dụng cái bộ năng lượng mặt trời. Nhưng mà để tối ưu nhất thì chúng ta lắp vào nút chờ.
Hai ấy, đó là xe này này. Về chúng ta có thể là trang bị thêm một cái bộ camera hành trình. Đấy. Những cái bộ nẹp bước chân. Đấy, xe này này thì đã được hãng bọc một lớp sàn xi mini rồi nhé. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể là cao cấp hơn thì chúng ta có thể là lựa chọn cái mã sản phẩm đó là sàn 360 của Navo, bây giờ đang rất là hot. Đấy, và tất nhiên là cái chi phí của nó cũng rất là đắt. Đấy. Ngoài ra City thì còn làm rất nhiều đồ. Thì xong cái video này thì Cường sẽ làm một cái video tiếp theo về riêng cho con Honda City này. Mọi người nhớ ủng hộ Cường làm cái video tiếp theo. Hãy cho Cường xin một like, subscribe kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.